Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip này giới thiệu cái bóng đèn có hai chức năng nha các bạn. Nó đặc biệt như thế nào mời các bạn xem nha các bạn. Đây mình cũng tình cờ mới phát hiện thôi nha các bạn. Đây, đây là một cái bóng đèn của mình nè. Hai các bạn. Một bóng đèn đang thắp sáng bình thường các bạn. Đây để mình gắn vô cái đuôi đèn cho các bạn nha. Đây mình ghim vô các bạn. Ổ này nó hơi nhỏ các bạn. Đây các bạn thấy không? Đây cái này mình thử điện cho các bạn xem nha. Đây là các bạn. Các bạn thấy không? Điện hiệu quá. Đây. Ao điện mình á, ao điện của mình á các bạn. Rồi để bây giờ mình thắt điện ha các bạn. Thắt điện mình là mình lấy cái này mình làm cho các bạn xem nha. Đây là một cái đuôi đèn bình thường nha các bạn. Rồi mình đấu vô các bạn, đấu vô như chu đèn bình thường thôi. Cũng hơi tối các bạn, để mình xịt đèn pin cho các bạn xem. Bạn thấy rõ không? Rồi đây. Căng vô các bạn. Đây. Rồi mình chập hai mối điện này vô các bạn. Đây. Là bóng đèn này 2 trong 1 các bạn. Khi nào mà cúp điện rồi mình xài chức năng này nó rất là ngon các bạn. Đây. Đây, cúp điện cái mình nối hai cái mạch này rồi. Nó mình cúp điện cái mình nối hai mạch là rồi các bạn. Rất an toàn các bạn. Đây mình lấy cái ly nha các bạn. Rồi cúp điện. Thì mình để lên bàn. À.
Tắt con đèn bình thường thì nó vẫn sáng vậy đó. Đây. Đây là các bạn. Không. Đây là cái mạch điện mình nối lại nha các bạn. Mình rút ra là nó tắt các bạn. Hai cái tay mình nắm nó vẫn cháy các bạn. Nè. Mình không cần nói bịt điện mà hai cái tay mình nắm vô hai mạch nó vẫn cháy nha các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Nên bóng đèn này xài là rất tiện lợi, an toàn nha các bạn. Thôi xin chào tất cả các bạn nha. Mình kết thúc clip đây nha các bạn. Các bạn có gì comment cho mình biết nha các bạn.